gì một bịch à. Chắc hái chảo gì cho bà ăn bà đó đó. Cầu gì má, đây là cái chùa cầu bà lớn ba lan cho bà kiến trúc xây dựng thì chùa có một nhóm nuôi tôm gì nè, có mấy cái này là nuôi tôm á. Thằng nào đi ngang có quăng cục thuốc tạt xuống chết hết người nào. Là có cái bà đúng không?
Ủa bữa nào đi chơi mày? Ấy là đi qua tà luôn á. Ấy là tại vì á là tao tính đi cái tà đó là tao biết cái tà đó đi qua đâu hết á. Dạ, đi qua đó. Dạ đi đẩy thử chơi. Thấy là mưa bánh mì kia ở đây mưa gió mưa nước. Đường đê ở đây rộng quá, đường đê quê chá tài tuột có 11 cặp dịch để thường ủa quê tại đâu quê tại nó đâu chạy thẳng ở dưới á thì cũng là mang cũng là mang nó có cái nhà ở dưới đó nhưng mà đường đê nó nhỏ lắm, đường đê nhỏ hơn đường này nó xuống mà từ ta nó đài nguyên cái xe xuống đê luôn lâu rồi. Ừ đem ba xuống ruộng luôn chứ chạy thẳng luôn à hay là quẹo đây không mà tới đây là an tâm có thấy chiếc xe lên tự nhiên làm mấy cái góc đó chị không biết ở dưới có mấy ống nước á. Nông dân tín hiệu à, mà đéo hiểu sao mà ấy là chích cá bằng cái bình ắc quy mà nó chết ở dưới sông luôn ấy là mấy người chích á người ta chết dưới sông luôn nhưng mà là bị phóng điện như hay you
má đường còn dài không vậy? Hết rồi má, mừng quá, chắc yếu tim chắc chết. Đâu có nhà hoang. Cái gì mà quần xì ấu áo vú phơi tùm lum la gì? Wow, quầy gì? Ấp hai xã An Phú Tây Bình Chánh. Đây tập lái xe hơi được. Wow, trái gì à, trái gì đó. Ok nè. Ừ, lồng trái về rồi nấu. Đường ta nãy về quá, cái là chạy đường ta nãy về quá, cái đường nãy hai bên là hồ nuôi cá đó. Ừ.
sao bị xạ không chưa, thiệt không? Thấy là cảm thấy nó không an toàn, xạ cũng hết, nó xạ mỗi là hơi đầu thành xuống. Tại vì giống như là tao chạy, tao cứ nghĩ như là bị nó ép á, rồi cái xong là văng xuống dưới được. Tại vậy mà vô gánh xiếc mà làm được á, mày đi trên dây. Mày vô gánh xiếc mà làm được đó, đi trên dây.
xe nước nó ép vậy hả? Sao xe nước nó ép vậy? Tại nó bởi xe nước mà ở giữa tàu ở đâu vậy?
và ấy là nó kêu thôi bảo chị xe nữa qua đi trả cho tiền, nhưng mà ấy là tao tính qua ấy là để lấy tiền cố định với em rồi chạy xe kiếm thêm, tại vì là chạy xe với là có ngày chạy được ngày sau với là cả ngày nào cũng kiếm được mấy trăm đây. Tại giống như nhưng tài cả ngày thẳng hết mà tao cũng giống nhau à, sao trời báo nhanh gì vậy đó, nên là tao tính qua ấy là để có tiền cố định đó. Cái ví dụ mà lâu lâu bỏ xa tao đi mua đồ hoặc dây khoảng trăm mấy năm trăm mấy cho tao luôn ấy là để tích là góp gió thành bão, ấy là để có thêm tiền để